lực sát thương của cơ bụng nam sinh đối với nữ sinh mạnh như vậy sao? Nhưng mà hôm nay tôi xem như thấm sâu trong người rồi. Mà ngay từ khi tôi nhìn thấy mấy tên côn đồ này, tôi liền đoán được là nhị tẩu của Diệp Phi phải tới. Khi Diệp Phi sợ hãi trốn ở sau lưng tôi, một tên lưu manh hèn mọn chỉ vào người của tôi mở miệng: "Mày là thằng khôn gì đó đúng không? Có người trả tiền để bọn tao giáo huấn mày một trận. Bảo mày cút khỏi đứa con gái bên cạnh mày ra, nếu không thì đánh hết. Có nghe thấy không?" Mặc dù giải quyết mấy tên nhãi nhép này không thành vấn đề, nhưng tôi vẫn là muốn dùng tiền thử xem trước. Là ai phái các anh tới vậy? Cho các anh bao nhiêu tiền, tôi có thể trả các anh gấp đôi. Đối phương cho 1 vạn tệ. Mày cho nổi sao? Không đợi tôi mở miệng, Lưu Diệt Phi đột nhiên tiến lên. Không vấn đề, tôi cho anh 2 vạn, anh để chúng tôi đi. Nhô nhô nhô, nhìn không ra còn là một tiểu phú bà nha. Xấu xí như vậy, chẳng trách tìm được bạn trai rất đẹp trai như thế nha. Lời của tên lưu manh cầm đầu khiến các bạn học cười ha hả. Lưu Diệp Phi mặc dù rất ủy khuất và sợ hãi, nhưng cũng cố nén nhìn thẳng đám nhãi nhép này. Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy đến phía sau mình. Ha ha, con người của tôi luôn rất giảng đạo lý, nhất là dám ước hiếp bạn gái tôi. Hôm nay tôi phải hào hào giảng đạo lý cho các anh. Vừa dứt lời, tôi liền sử xuất một chiêu thức lòe lẹt. Mấy tên nhãi nhép lập tức bị đánh ngã xuống đất. Tên tiểu lưu manh nằm trên mặt đất bụng mặt kêu rên. Đại lão, chúng tôi sai rồi, đừng đánh nữa, không phải đã nói là giảng đạo lý sao? Đúng vậy, giảng đạo lý cũng chia miệng đạo và quyền đạo. Đối với các anh tôi liền thích giảng quyền đạo. Đúng đúng, đại lão nói rất đúng. Mau mau nói, người bảo các anh giáo huấn tôi ở đâu? Đám lưu manh sợ lại bị đánh nên đã nói hết. Nhìn bọn hắn diều lẫn nhau khập khiễng bỏ chạy, Lưu Diệp Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khôn khôn, cậu không sao chứ? Thật không ngờ cậu còn biết công phu. Không sao không sao, bình thường tớ cũng xem video luyện theo một chút, sau này dễ bảo vệ cậu. Cậu xem hôm nay phát huy được tác dụng rồi. Ân ân, nhưng mà sau này vẫn là phải cẩn thận chút. Thực tế nếu ứng phó không được chúng ta báo cảnh sát. Được, hiện tại chúng ta cùng đi xem rốt cuộc là ai muốn tìm người đánh tớ. Rất nhanh chúng tôi liền ở tầng 2 của một quán ăn gần đó. Tìm ra nhị tẩu thần sắc bối rối muốn rời đi. Tôi bước vọt lên chế trụ cổ tay của cô ta. Cô ta lập tức bị dọa hét ầm lên. Cậu muốn làm gì? Tôi là vợ của Lưu Thị đồng sự, cậu dám động thủ sau này đừng hòng yên ổn. Đúng vào lúc này Lưu Diệp Phi vào mặt cô ta một phát. Nhị tẩu, cái khác tôi cũng không nói nhiều nữa. Chuyện này tôi chưa xong với chị đâu. Lưu Diệp Phi, đừng nghĩ rằng tôi sợ cô. Cô ở trường học yêu đương, tôi sẽ nói cho toàn bộ người của Lưu gia biết. Nói thì nói, có cái gì mà phải xoắn. Lưu Diệp Phi lúc này còn muốn đánh tiếp, nhị tẩu một cái tránh thoát hoảng sợ mà chạy. Cô ấy muốn đuổi lại bị tôi giữ chặt. Cậu bớt giận, không cần thiết tức giận với loại người này. Không được, tớ nhất định phải đánh chị ta một trận mới được. Hơn nữa tớ còn phải nói cho cha tớ biết. Giọng của Lưu Diệp Phi rất lớn. Nhị tẩu chạy đến một nửa nghe thấy thế đột nhiên lại vòng trở lại. Diệp Phi, tốt xấu tôi cũng là nhị tẩu cô, chúng ta cũng là người một nhà mà. Chuyện này là tôi sai, tôi đền bù cô chuyện này cứ như vậy thôi đi. Hừ, chị thấy tôi giống người thiếu tiền sao? Hoặc là tôi lập tức gọi điện thoại cho cha tôi, hoặc là chị để tôi đập nát cái miệng thối của chị. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Diệp Phi, ra hiệu chuyện này để tôi giải quyết, đền bù cũng được, tùy tiện cho 100 vạn là được rồi. Sao cậu không đi ăn cướp? Tôi nơi nào có nhiều tiền như vậy? Nghe nói như thế Lưu Diệp Phi hai tay chống nạnh giữ dằn phụ họa. Đúng, liền 100 vạn, nếu như không bỏ ra nổi hôm nay đừng hòng rời đi. Còn nữa, chị đừng quên, chỗ tôi vẫn còn bản ghi âm đấy. Ghi âm gì cơ? Tối nay sẽ giải thích cho cậu, hiện tại bắt đền quan trọng. Nghe tới hai chữ ghi âm cô ta triệt để sợ rồi. Đừng đừng, tôi đưa tiền, cậu chờ tôi một chút, tôi bây giờ tìm người con tiền lập tức xong ngay. Rất nhanh điện thoại Diệp Phi tới sổ 100 vạn. Lúc này cô ấy mới nhìn nhị tẩu cảnh cáo, chị nhớ kỹ cho tôi, nếu như còn có lần sau nữa, tôi sẽ khiến cho chị hối hận cả đời. Sẽ không đâu. Nhị tẩu đi xong Diệp Phi cũng đã trước gần hết giận rồi. Thế là chúng tôi lâm thời quyết định ở đây ăn cơm luôn. Trên bàn cơm Lưu Diệp Phi yếu ớt hỏi, Khôn khôn, có phải vừa rồi tớ rất hung dữ không? Ừm, là rất hung dữ, đem cả tớ hù sợ rồi. À, kỳ thật bình thường tớ không như vậy đâu, rất thục nữ đấy. Tớ nói đùa thôi, cậu làm rất đúng. Đúng rồi Khôn khôn, cậu vừa rồi nói ghi âm là xảy ra chuyện gì? Tôi không hề che giấu đem mọi chuyện nói rõ với cô ấy. Nghe xong Lưu Diệp Phi tức giận đến thở phập phồng ngực. Quá đáng ghét rồi, còn may là Khôn khôn cậu. Đổi lại thành người khác hậu quả của thực không thể tưởng tượng nổi. Đó là tất nhiên rồi, tớ sẽ không để cậu chịu bất cứ thương tổn gì đâu. Lưu Diệp Phi chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hình như nghĩ đến gì đó bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi Khôn khôn, cậu nói cậu thường xuyên rèn luyện, có phải là có cơ bụng không? Mau để tớ xem. Không muốn, nghe lời, để tớ xem nào. Nói xong cô ấy đã duỗi tay nhỏ ra vén áo tôi lên. Oa, đúng là có cơ bụng nha. Khôn khôn cậu cũng quá lợi hại rồi đi. Cậu cái này là thế nào luyện ra được nha? Tớ có thể sờ một chút không? Tôi lập tức lách mình né tránh, vội vàng nâng cái trán bất lực nhìn cô ấy. Con gái phải thận trọng một chút, hiện tại mỗi ngày tớ đều sẽ tiến hành rèn luyện, cũng chỉ nửa tháng là luyện ra được. Được thôi, tớ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Khi tôi đưa Diệp Phi trở về, Tiểu Chiêu đang nằm xem TV, nhìn thấy tôi cũng tới cô ấy vội vàng ngồi ngay ngắn. Hai cậu muộn thế này rồi mới về à? Đi đâu hẹn hò vậy? Hẹn cái đại đầu quỷ nhà cậu. Tiếp đó tôi bắt đầu phụ đạo Lưu Diệp Phi học tập. Tiểu Chiêu khéo hiểu lòng người tắt TV đi, sau đó cũng tới tham gia náo nhiệt. Cô ấy nghe tôi giảng đề giải đề phân tích đến đạo lý rõ ràng, lập tức hiểu ra tại sao thành tích của Diệp Phi lại tiến bộ như tên lửa như vậy. Kết quả cô ấy cũng lấy sách vở và bút ra gia nhập đội ngũ học thêm. Phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh tôi nói chuyện. Sau một tiếng phụ đạo kết thúc,
Tôi nhìn vào thời gian biết là mình nên về rồi. Nội dung hôm nay giảng ghi nhớ thật kỹ, đừng có quên đấy. Tớ biết rồi, mà cậu chờ một chút, tớ có một món quà cho cậu. Nói xong cô ấy lấy ra hai túi đồ vật đưa cho tôi. Đây là quần áo tớ mua cho cậu, trở về mặc xem có phù hợp hay không. Được, vậy thì cảm ơn Diệp Phi đại tiểu thư rồi. Đi thôi, tớ tiễn cậu. Vẫn là chẳng cảnh chia tay dưới lầu quen thuộc, vẫn là Lưu Diệp Phi lưu luyến không rời quen thuộc. Khôn khôn, hay là tớ đem 100 bạn kia chuyển cho cậu nhé. Tớ biết là mẹ của cậu kiếm tiền rất vất vả. Không cần, cậu cứ cầm đi. Lưu Diệp Phi cũng không kiên trì nữa, nhìn tôi với ánh mắt đầy chiều mến. Chúng tôi đối mặt dần dần cọ sát ra tia lửa. Tôi đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, đưa đầu lại gần hơn. Lưu Diệp Phi chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lông mi cong cong run rẩy, nhịp tim phanh phanh gia tốc nhảy lên. Khôn khôn rốt cuộc cũng sắp hôn mình rồi sao? Nhưng mà tôi chỉ là nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy một cái rồi tách ra, bởi vì tôi chưa quên ước định với Dì Tần. Mặc dù thỉnh thoảng nắm tay cô ấy, tuy nhiên cũng không tính quá phạm quy và quá phận, nhưng mà hôn hiện tại thật đúng là không được. Chỉ là tôi nhìn ra Lưu Diệp Phi vẫn có chút hơi mất mát, tôi chỉ có thể an ủi một chút. Mau trở về đi, tớ sẽ nhớ cậu. Nhớ bao nhiêu? Mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ. Hừ hừ, cái này còn tạm được, trên đường chú ý an toàn nhé. Ơn, tớ đi đây. Lưu Diệp Phi nhìn bóng lưng tôi rời đi với nụ cười ngọt ngào. Lần này tôi không quay đầu lại, bởi vì tôi biết cô ấy vẫn ở đó, đứng bên dưới ánh đèn mờ nhìn tôi. Tôi vừa tới biệt thự Tô Nhan đột nhiên gọi điện thoại tới. Khôn tổng, công thức mặt nạ có một vài vật liệu giá cả đắt đỏ, còn có vật liệu đặc thù rất khó thu thập, nhưng mà tôi đã nhờ quan hệ để người hỗ trợ thu thập. Tôi biết rồi, nếu như có chỗ rất cần tiền cứ việc nói. Dạ được Khôn tổng, vậy tôi không quấy rầy ngày nghỉ ngơi nữa. Mấy ngày kế tiếp, tôi ngoại trừ lên lớp tan học phụ đạo Diệp Phi học tập ra, liền không có chuyện gì khác. Tôi thứ sáu tôi về nhà một chuyến, đợi đến mẹ tôi Lâm Hương Lan trở về, tôi đưa hết mấy vạn tiền mặt giao đến trong tay bà ấy. Mẹ tôi lại nhíu mày nhăn trán. Con trai, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con đừng có làm chuyện phạm pháp đấy. Mẹ hiểu lầm rồi, con ở trường học quen một bạn gái, tiền này là con và cô ấy mua cổ phiếu, tiền kiếm được bọn con chia nhau. Con có bạn gái rồi sao? Cô bé có thể cho con mượn nhiều như vậy à? Đúng vậy mẹ, cô ấy tên Lưu Diệp Phi, một cô gái rất tốt, con rất thích cô ấy. Mặc kệ như thế nào nhất định không được làm chuyện phạm pháp, cũng tuyệt đối không được phụ lòng con gái nhà người ta. Cha mẹ cô bé biết chuyện này chưa? Biết rồi mẹ, cha mẹ Diệp Phi là mở công ty rất có tiền, bọn con cũng đã gặp mặt rồi. Mẹ cô ấy không phản đối, nhưng mà con sẽ chứng minh con của mẹ ưu tú cỡ nào, tuyệt đối xứng với con gái của họ. Con trai là thật có tiền đồ rồi, mẹ thật sự rất vui. Chờ hôm nào rảnh dẫn cô bé kia về nhà để mẹ gặp mặt một chút. Vâng, có cơ hội con nhất định dẫn về. Sáng thứ bảy Diệp Phi liền gửi tin nhắn tới cho tôi. Khôn khôn, dì vẫn khỏe mạnh chứ? Tớ mua chút thuốc bổ cho dì ấy bồi bổ thân thể. Tớ đã nói với mẹ chuyện của hai chúng ta rồi. Cái gì? Vậy bà mẫu nói tớ thế nào? Mẹ tớ bảo tớ hôm nào dẫn cậu về nhà cho bà ấy gặp. Khôn khôn, à thì, vẫn chưa chuẩn bị xong đã gặp gia trưởng nhanh như vậy sao? Không sao, chờ cậu hôm nào đột nhiên muốn đi, tớ sẽ dẫn cậu tới gặp mẹ tớ. Vốn cho rằng thứ hai sẽ lại bình thản giống như thường ngày, nào ngờ hôm nay thế mà tới một học sinh chuyển trường đẹp trai giống tôi.